cái đỉnh điểm mà mình đặt ra. Nếu mà chưa ai phá thì bắt buộc mình phải phá nó thôi. Tại sao những cái sự liều lĩnh này nó có thể đến từ một cái người phụ nữ mà nhỏ nhắn như vậy? Người phụ nữ của em, nhà sản xuất Ngô Tân Phương. Hồi còn nhỏ là đã có cái năng khiếu về nghệ thuật rồi. Lớn lên từ Na Uy nó tạo cho mình một cái sự cứng cỏi nhất định. Thì ở quê thì 9 giờ cúp điện rồi, thì chỉ còn lại có ánh sáng của mặt trăng thôi. Thì Vân bất chợt nói với tôi, nói má ơi, cho con mặc áo lòng đỏ đi, tặng con lên mặt trăng con múa. Nếu mình có một lý do đủ lớn, mình có một khát khao đủ lớn, thì cái đó nó sẽ chạm nó rất là nhiều. Cái niềm đam mê về phim ảnh nó không chỉ là một cái niềm đam mê của riêng chị Vân, mà chị Vân dùng cái niềm đam mê của mình để làm sao cộng hưởng với những cái văn hóa, những cái lịch sử cũng như là những cái chất liệu của dân tộc mình. Và luôn luôn có những cái quyết định rất là thông minh để có thể có được những cái điều mà những người khác phải làm rất là lâu mới có được. Là mình coi xong là mình thấy wow, này làm ở Việt Nam đó nha, mà hoành tráng quá trời luôn, đẳng cấp là có thể nói là cỡ như là Hollywood luôn á. Làm việc cũng khác người, 48 tiếng, 72 tiếng bình thường, không cần ngủ. Bởi vì còn rất là nhiều những sản phẩm hay, những câu chuyện hay từ trong cái gốc của người Việt Nam mà mình chưa có khai thác hết. Có một khoảng thời gian là Vân bị chấn thương. Mình không biết cái chân mình nó còn đau hay không đau nữa, mà nó nhiều khi nó đau quá để mình không biết nó là nỗi đau. Nhưng mà nó cứ đi theo nghệ thuật không à, nó không nghĩ gì riêng cho nó hết. Từ những ngày rất bé là mình cảm giác giống như là mình đang dệt nên một cái giấc mơ rất lớn. Và trong suốt thời gian từ cái lúc mà mình nói ra cái câu chuyện đó với mẹ mình, thì hiện tại đến bây giờ mình vẫn còn đang dệt một cái giấc mơ. Khi mà mình đạt đến, mình đã leo tới một cái đỉnh núi rồi, thì mình làm gì nữa? Một là mình leo xuống, hai là mình kiếm một cái đỉnh khác mình leo tiếp. Và cái đỉnh mới này sau 12 năm nó là hai sự.